Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị, những ngày gần đây, cả xã hội đang hướng về tâm lũ miền Trung. Trong những lúc khó khăn đương đầu với sự khắc nghiệt của thời tiết, những hành động sẻ chia của các mạnh thường quân đã nâng cao tinh thần dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Thấu hiểu những khó khăn đó, Câu lạc bộ Thuyền Hơi phía Bắc đã trao tặng những suất quà để kịp thời ứng cứu các bà con vùng lũ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã tự vận chuyển các nhu yếu phẩm và trao tận tay tới người dân nơi đây. Tình hình sẽ thêm khó khăn khi dự báo những ngày tới mưa lũ sẽ còn kéo dài, nguy cơ cao lũ chồng lũ. Chính vì vậy, cứu trợ ngay lúc này là vô cùng khẩn cấp, giúp bà con miền Trung vượt qua những khó khăn trước mắt. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và nhu cầu cần hỗ trợ của người dân để vận động, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để ngày càng có nhiều phần quà ý nghĩa đến với người dân vùng lũ. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.